Tấn Phước và Nguyệt Quế kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chào Buổi Sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay 26 tháng 1. Lãnh đạo nhà nước, Quốc hội thăm chúc Tết các lực lượng nhân dân ở các địa phương. Cận Tết, mỗi ngày gần 15.000 tấn hàng về chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Các hãng bay tiếp tục tăng chuyến phục vụ Tết Nguyên Đán. Chủ động các phương án phòng chống rác cho học sinh vùng cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hôm qua 25 tháng 1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, tặng quà nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động và hải quan tỉnh Đồng Tháp. Tại quyền hồng ngự, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước sự thay đổi tích cực ấn tượng của huyện, vùng đất anh hùng từng chịu nhiều mất mát trong quá khứ để bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn. Chủ tịch nước mong muốn bà con Hồng Ngự phối hợp cùng với cơ quan chức năng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thăm tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước đánh giá cao thành tích của tiểu đoàn, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công tác xây dựng lực lượng được triển khai hiệu quả. Đến thăm chúc Tết động viên cán bộ nhân viên chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Chủ tịch nước lưu ý với xu hướng hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng tăng, chi cục cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên hỗ trợ các hoạt động giao thương, phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước cũng lưu ý lực lượng hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng là công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia, góp phần nâng cao hình ảnh hải quan Việt Nam và đất nước, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tại tỉnh Bạc Liêu, chiều hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã gặp mặt chúc Tết tặng 360 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chủ tịch Quốc hội khẳng định phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, trước mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm cố gắng dành mọi nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cụ thể chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chiều cùng ngày thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả của tỉnh đã đạt được trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp của các lực lượng vũ trang. Các lực lượng vũ trang đã phối hợp, làm tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh Bến Tre dành cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người lao động và kể cả các cháu thiếu nhi. Đồng thời đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục quan tâm đầu tư cho các thiết chế văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội thiết thực nhất cho người dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đoàn công tác cũng đã đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phím, sinh năm 1934, cư trú tại xã Thạnh Phú Đông. Phó Chủ tịch nước chúc mẹ khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng. Thưa quý vị và các bạn, phục vụ nhu cầu di chuyển cao dịp Tết Nguyên Đán của người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế, Vietjet tăng 750 chuyến bay tương đương với gần 155.000 chỗ phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán 2024. Các chuyến bay tăng cường chủ yếu phục vụ nhu cầu về quê đón Tết và du lịch như thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Chu Lai, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn. Cùng với việc tăng chuyến bay, Vietjet cũng tri ân hành khách
bằng nhiều chương trình ưu đãi cho các đường bay trong nước và quốc tế. Đặc biệt, ngay trong dịp Tết Nguyên đán, Vietjet sẽ chính thức khai trương đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 10 tháng 2 năm 2024, góp phần phục vụ nhu cầu du lịch, kết nối văn hóa giao thương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Hôm qua, thông tin về việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tập trung bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết này. Vào thời điểm cận Tết thì lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 cho đến 15.000 tấn một ngày. Hiện nguồn cung hàng hóa lương thực thực phẩm các loại nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh rất dồi dào. Lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn một ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả. Riêng với mặt hàng gạo, qua làm việc với tập đoàn doanh nghiệp lớn, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận định thị trường gạo trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán năm nay duy trì ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu. Các nhà cung cấp cam kết là cung cấp đủ gạo trong mọi tình huống, giá cả hợp lý, gạo không chất bảo quản, chất lượng an toàn. Với mục tiêu quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông sản và sản phẩm đặc trưng chủ lực, Ủy ban Nhân dân huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Nông sản huyện Lai Dung với chủ đề Nông sản Lai Dung – Hạnh phúc mọi nhà từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 1. Tham gia ngày hội, các gian hàng đến từ 12 xã thị trấn thuộc huyện Lai Dung trưng bày các loại sản phẩm chế biến từ nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện Lai Dung. Đây là hoạt động thiết thực tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, người sản xuất giới thiệu quảng bá những sản phẩm an toàn chất lượng đến các doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng những tiềm năng. Trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm các cơ sở làm nem Lai Dung, tổ chức trưng bày sản phẩm ô cốp, triển lãm và giới thiệu các sản phẩm nông sản độc lạ, an toàn, hội thi trưng bày trái cây, hội thi ẩm thực quê hương. Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2024. Đây là một trong những đợt hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm nhằm thu về lượng máu dự trữ đáp ứng nhu cầu điều trị cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân tình nguyện hiến máu để tăng lượng máu dự phòng phục vụ cấp cứu, tai nạn và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán. Bởi đây là thời điểm nhu cầu sử dụng nguồn máu điều trị bệnh tăng cao. Những giọt máu tình nguyện đông đầy tình người càng quý giá vô cùng trong thời điểm này. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương có số lượng máu sử dụng nhiều nhất cả nước. Thống kê trong dịp Tết những năm gần đây, trung bình mỗi ngày các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cần cung ứng khoảng 200 đến 300 túi máu. Ngân hàng máu của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự trữ từ 8.000 đến 10.000 túi máu trong giai đoạn cao điểm Tết. Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng sẽ góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ cung cấp đủ cho nhu cầu cấp cứu, phẫu thuật tại các viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ giúp giải tỏa tình trạng thiếu máu điều trị tại các địa phương Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phiêu quắc Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn mà từ ngày 22 tháng 1 đến hôm qua thì hàng loạt địa điểm khác cũng đã xảy ra hiện tượng băng giá, nhiệt độ dưới 0 độ C. Ít nhất 11 địa điểm đã xảy ra băng giá trong đợt rét này. Có thể kể như là núi rừng thôn Phiên Phàng, xã Yến Dương, Ba Bể Bắc Cạn, các xã Thượng Phùng và Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang, núi Nhiều Cầu Sang, Bát Xát, Lào Cai, đỉnh đèo Ô Quy Hồ thuộc thành phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai và huyện Tam Đường, Lai Châu, Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang, các xã Hồng An và Thượng Hà, Bảo Lạc, Cao Bằng, đỉnh Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo báo cáo, đến sáng qua của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, băng giá, rét đậm rét hại kéo dài đã làm ít nhất 38 con gia súc bị chết tại các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Bắc Cạn. Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 28 tháng 1 không khí lạnh sẽ suy yếu, nhiệt độ miền Bắc nhích lên, Hà Nội có thể nắng đẹp trở lại, nhưng miền Bắc chỉ nắng ấm khoảng gần một tuần thì lại mưa. Và cùng thời gian này thì ở miền Nam nắng nóng trước Tết, nhiệt độ cao nhất lên tới 34-35 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, thời tiết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang những ngày qua nền nhiệt thấp nhất từ 7 cho đến 10 độ, trời rất đậm rất hại. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, hiện các trường học, nhất là các trường vùng cao trên địa bàn tỉnh đang chủ động các phương án phòng chống rét cho học sinh, đảm bảo công tác dạy và học theo quy định. Trường mầm non Xuân Dân, huyện Yên Sơn hiện có 8 điểm trường với hơn 500 học sinh.
Những ngày vừa qua, nhiệt độ các khu vực trên địa bàn xã Xuân Dân xuống thấp từ 7 đến 10 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong thời tiết giá rét, nhà trường đã chủ động sửa chữa che rèm các phòng học nhằm tránh gió lạnh lùa vào. Giáo viên thường xuyên nhắc nhở phụ huynh cho con em mặc ấm, vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra chăn ấm và thức ăn, nước uống, luôn đảm bảo ấm nóng. Đồng thời, chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp để đảm bảo sức khỏe. Nhà trường cũng triển khai tới các nhóm lớp là tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh mà có các cái giải pháp để phòng chống rét cho trẻ, như là cho trẻ ăn mặc đủ ấm và cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã có công văn đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc sở căn cứ diễn biến thời tiết chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các trường nội trú ở khu vực miền núi. Người đứng đầu các đơn vị được phép quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ trời cao nhất từ 10 độ C trở xuống, cho học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời cao nhất từ 7 độ C trở xuống. Các đơn vị trường học sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường để đảm bảo phòng chống rét cho học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các trường học chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tiếp tục chủ động duy trì các biện pháp phòng chống rét, đảm bảo an toàn cho học sinh khi nhiệt độ giảm sâu.